Vâng, xin chào quý gia chủ. Tôi là Phùng Phương và rất vui được gặp lại quý bạn trong bản tin vận số ngày mai mùng 1 tháng 12 dương lịch, tức là ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch năm Giáp Thìn. Đầu tiên thì tôi xin gửi tới quý gia chủ, quý bạn hữu lời chúc tháng mới vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc. Bản tin vận số ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch sẽ bao gồm các thông tin đáng chú ý như sau. Ngày mai là ngày Kỷ Hợi, có ngũ hành là Bình Địa Mộc, là một ngày tiểu cát. Một số các việc sẽ thích hợp thực hiện trong ngày, đó có thể kể đến là tuyển dụng, kết hôn, thỉnh cầu thần linh, cầu an, nhập trạch, nạp tài, nhận chức, tổ chức sự kiện, làm thiện nguyện hay là lễ ăn hỏi. Và giờ đẹp để lên hương trong ngày này là giờ Mão, 5 giờ đến 7 giờ và giờ Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Và trong ngày này thì chúng ta nên ưu tiên xuất hành về hướng Đông Bắc để mà đón Hỷ Thần và hướng Nam để đón Tài Thần. Và khi mà xuất hành về hai hướng này, chúng ta cũng nên xuất hành vào các khung giờ đẹp. Ví dụ như là giờ Đại An là giờ Dần 3 giờ đến 5 giờ và giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ. Khung Tốc Hỷ là giờ Thìn 7 giờ đến 9 giờ và giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Khung Tiểu Cát là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ và giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ. Trong ngày mai thì chúng ta sẽ có một vài các khu vực tốt xấu khác nhau. Đối với các khu vực tốt thì chúng ta nên dành nhiều thời gian sinh hoạt ở đây. Còn ngược lại, các khu vực xấu chúng ta nên hạn chế cũng như là giữ gìn vệ sinh, dọn dẹp thật là sạch sẽ. Các khu vực tốt sẽ là khu vực Đông Nam, Chính Nam, Tây Nam, Trung Cung, Tây Bắc. Và khu vực xấu sẽ là Chính Đông, Chính Tây, Đông Bắc và Chính Bắc ở trong nhà của chúng ta. Và để phù hợp với cả ngũ hành ở trong ngày này thì quý gia chủ có thể mặc trang phục thuộc hành mộc và hành thủy, bao gồm các màu đen, xanh nước biển, xanh lục. Và bên cạnh đó thì thực đơn khuyên dùng trong ngày này là tất cả những thực phẩm chua và màu xanh lá cây. Ví dụ như là lúa mì, rau cải, măng tây, cần tây, chanh, cam, dứa, sữa chua, kim chi, dưa chua. Trong ngày này thì các bạn cũng nên hạn chế sử dụng các vật chủ về hành kim, ví dụ như là màu trắng, vàng, dao kéo hay là những loại bằng kim loại. Và trong mỗi một ngày thì sẽ có các tuổi tốt xấu khác nhau. Xin chúc mừng 4 tuổi Dần, Mão, Mùi, Hợi là những tuổi tốt trong ngày này. Tuổi Dần thì công việc thuận lợi sẽ mang lại cho bạn những tài lộc tốt lành. Những người mà làm công ăn lương có thể mong chờ khoản thưởng cuối năm nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng của các bạn. Đối với cả những người kinh doanh thì việc buôn bán sẽ thu được nhiều thành quả. Còn đối với cả tuổi Mão, công việc của tuổi Mão sẽ diễn ra thuận lợi, không quá trở ngại đáng kể. Được giao trọng trách mới thì tuổi Mão có đủ năng lực để mà hoàn thành xuất sắc. Đây sẽ là lúc mà chúng ta thể hiện bản lĩnh và không nên ngần ngại trước những thách thức nhé. Tiếp theo là tuổi Mùi. Tuổi Mùi thì tràn đầy năng lượng, sẵn sàng giải quyết mọi mâu thuẫn kéo dài. Đây cũng sẽ là thời điểm thích hợp để mà dành thời gian quý báu cho gia đình cũng như là bạn bè thân thiết, tăng cường các mối liên kết và sự gắn bó. Tiếp theo là tuổi Hợi. Tuổi Hợi thì có một ngày đầy thành công với nhiều thành tựu đáng kể trong công việc. Và chắc chắn là bạn sẽ không chỉ vượt qua được thử thách mà còn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nữa, tiến gần hơn với mục tiêu của mình. Và ngược lại thì 4 tuổi chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý trong ngày này, đó là Tỵ, Thân, Sửu, Dậu. Người tuổi Tỵ thì sẽ có cảm thấy là bất ổn về mặt cảm xúc, dễ mất bình tĩnh và gặp xung đột trong quan hệ cá nhân lẫn công việc. Sự nóng giận có thể làm tăng thêm căng thẳng khi mà chúng ta làm việc với đồng nghiệp hoặc là đối tác. Tuổi Thân thì sẽ có thể gặp phải những thách thức về tài chính, không phải là thời điểm lý tưởng để mà đầu tư vào các dự án lớn do rủi ro cao, và sự thận trọng trong chi tiêu sẽ là chìa khóa để mà duy trì sự ổn định. Đối với cả tuổi Sửu thì có thể sẽ phải đối mặt với rất là nhiều những quyết định quan trọng. Do cảm giác hoang mang, bản mệnh có thể gặp khó khăn trong cái việc đưa ra những lựa chọn nhanh chóng và chúng ta nên cân nhắc tham khảo ý kiến từ người khác. Đối với cả tuổi Dậu thì có thể đối mặt với những khó khăn, đặc biệt là việc mất mát tiền bạc. Để mà giảm thiểu rủi ro thì bản mệnh nên cần phải hết sức thận trọng và không nên quá tham lam mà bỏ qua cái việc đánh giá các cái hậu quả có thể xảy ra. Trên đây là những vấn đề quan trọng trong ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch. Và hy vọng rằng với những thông tin hữu ích của bản tin vận số đã được cô đọng đúc kết như trên sẽ giúp cho bạn nắm chắc được vận trình, thêm phần chủ động để mọi việc được viên mãn và hanh thông. Bản tin vận số những ngày tiếp theo sẽ được đăng tải trên group Zalo của Phong Thủy Phùng Gia. Quý bạn hữu và quý gia chủ có thể truy cập bằng cách quét mã QR trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.